Ủa tự nhiên em hỏi làm lú à? Cụ đi đâu rồi? Sao cụ đứng tít ngoài biên đấy kìa? Phải cụ ZD đúng không ạ? À? Đúng rồi cháu yêu ơi, cháu hiểu ý cụ đấy. Ghê vậy. Mày bắt nhìn cái chân trái của cụ đi, cái chân trái 4 của cụ đi. Nhìn cái chân trái 4 đi. Nếu anh em nào đang có nhu cầu mua thẻ nạp thì anh em nhớ vào trang này mua VIP cạc 24h.com. Mua thẻ nạp sẽ được chiết khấu 7% và nạp tiền điện thoại trực tiếp thì sẽ được chiết khấu 8%. Và cái trang web này hoàn toàn uy tín nhá. Đổi thẻ và mua thẻ chiết khấu cao nhất thị trường tại VIP cạc 24h.com. Hello hello tất cả anh em nhá. Hello hello tất cả anh em. Và anh em ơi, ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi tái hiện lại hình ảnh bộ ba Hà Lan bay. Thực ra là bộ ba này từ cái thời chúng ta còn chưa xem đá bóng cơ. Nhưng đây là bộ ba huyền thoại. Đó. Gullit, Rijkaard và Van Basten. Ở đây thì chúng ta đã có Rijkaard icon cộng 8. Và đầu tàu ngày hôm nay của chúng ta là Van Basten. Tôi mở ra cho anh tôi icon cộng 8. Đó anh em ơi, 80k sắp rồi thầy ơi. Biết rồi anh em ơi, từ chiều nay thôi. Cảm ơn tất cả anh em. Mong anh em sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng tôi để tôi sẽ mang được cái nút bạc về cho trường làng anh em ơi. Color gì đây á? Hà Lan bay anh em ơi. Song sát Hà Lan luôn rồi. Sao không có bộ team đây? Bộ ba Hà Lan bay anh em ơi. Book color bộ ba Hà Lan bay cơ. Không thích book color song sát đâu. Chọn team color cho cụ Van Basten. Bộ ba Hà Lan bay. Ôi nhưng mà song sát Hà Lan tăng đánh đầu à? Không, không khéo léo đây. Book color cho cụ Vincenzo Mafia trường làng đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Vincenzo nha. Em thấy cầu thủ của anh Bình hơi trống đấy. Và tình cờ sự kiện Power Shot vừa ra mắt. Hay là cầu thủ của anh Bình còn trống nữa thì chết giờ. Rồi anh em ơi, chúng ta sẽ tái hiện lại hình ảnh Hà Lan bay anh em ơi. Đấy cho anh em chọn đấy, kim cương hay 4132 nào. Ui, gần 4.000 anh em ơi, cho tôi xin một like đi. Được không ạ? À? Cảm ơn anh em rất nhiều, xin một like thôi. 4132 à? Thấy nhiều anh em thích 4132 ấy nhỉ? Thế 4132 nhá. Hay là tấn công tổng lực không? Đây nhá, để tấn công tổng lực nhá. Đây là đội hình dị đi. Hà Lan bay. Các cụ ngày xưa là đã chỉ cần đấy, để như này. Chiến thuật đội chỉnh một tí. Đấy, nó mới cục. Đây, để như này đi, cho cục. Hợp lý chưa? Bật cái áp lực khi xử lý bóng lỗi đi anh, để làm gì ở Thanh? Để các cụ áp lực luôn à? Hợp lý, ok. Nguyễn Quốc Hải International. Em thành quán thích được mà. Đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Quốc Hải. Thầy làm như vậy thì cụ Bason khó có banh. Một cục ở vòng cấm tìm bạn KKK. Không sao, không sao. Thầy sẽ dồn hết bóng cho cụ. Thử một trận xem sao. Không để anh em đợi lâu nữa, thử một trận đã nha. Anh em cho tôi xin một like anh em ơi. Cảm ơn anh em nhiều nha. Áp lực lớn luôn. Hà Lan bay. Đá không cần thủ. Lấy ranh bù thủ. À lấy công bù thủ. Let's go. Nhanh bạn ơi. Vội lắm rồi, nhanh lên. Lấy bóng liền. Cụ rồi ta. Cụ Basten rồi ta. Ơ đây là cụ Johan. Cụ Basten sao cụ chạy chậm thế? Thôi làm quả lấy lợi thế cái đã. Piu. Seedorf lại mở điểm mới đau chứ. Cụ Seedorf lại mở điểm mới chết dở chứ. Sao vậy? Nhanh vậy. Ơ à, sao vậy? Chưa được phút nào, cụ chưa đá phút nào mà. Yêu bé Thu Hằng mãi yêu Thu Hằng đã chi phối thầy Lân với 200.000 đồng. Ui số anh của em. Một bàn cụ Van Basten 50k nha. Uầy, anh của em mãi đỉnh. Trái tim anh ruột, trái tim anh ruột. Để quên anh em ơi, dồn bóng cho cụ, ngã một tiền đạo thôi. Xin phép cho cụ Roberto Firmino đang đi tìm kho báu trên Mỹ Lan đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Nhì nhắc nhần nhì nhỏ nhầy nhiêu. Nhủ nhỏ nhẽ nhương nhá, nhủ nhỏ nhẽ nhương thằng củ lỏ à. Nguyễn Quốc Hải International. Sao đây? Đã chi phối thầy Lân. Bị nhét cái gì vào mồm mà nói ngọng vậy? Để làm nóng người thì trời, trời hóa cơn mưa lặng rơi bên thềm, nỗi đau trong lòng trở nên hóa đá, chẳng thể đứng lên được nữa, nước mắt rơi cùng với vết mưa. 2 3 rô. Trời hóa cơn mưa lặng rơi bên thềm, nỗi đau trong lòng trở nên hóa đá. Chẳng thể đứng lên được nữa, nước mắt rơi vào những vết mưa. Rồi xong rồi. Cảm ơn Quốc Hải nhá. Làm nóng nào, ok cô. Cái trưởng giờ cả làm nóng luôn hả? Cụ đâu rồi ta? Đây rồi. Nope. Ui dồi ôi, cụ FD sao rồi?
chưa được mạnh lắm nhỉ. Đây rồi. Cụ phơ luôn. Mày bắt. Uầy. Uầy. Quả bóng vàng trẻ nhất thế giới. Đó là đẳng cấp của cụ. Cụ lên tiếng. Một pha đánh đầu quá khó mà cụ vẫn làm được. Uầy, Money Stone. Đỡ đi. Sao quả đấy vào ta? Đấy là lý do hả? À anh em ơi, cụ Van Basten nhá, không chỉ ITM nhá, mà cụ Van Basten Icon đang là top 1 ST của bên Hàn Quốc đấy. Tại vì khả năng không chiến cực đỉnh, phù hợp với meta. Ôi bác đối đừng ao nữa. Đừng. Đá một tí đi. Nhị nhét nhát nhù nhẳng nhùa nhú nhịp nhó nhầy. Ui, cụ lỏ sao đây? Nhị nhét nhon nhặt nhào nhồm nha. Đi ra. Ai à? Nào nhá, đấm á, như nào? Sao? Vào đây, ái à? Tài. Chí Hiếu em đã chi phối Thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Chí. Ây ơi, thì chúc sinh nhật muộn em ước ông ạ. Đợi thầy tí, thầy tặng em món quà nha. Tặng em món quà này à? Ui, cụ sút xoáy thế. À, thầy chúc Chí sinh nhật vui vẻ. À, chúc em thêm một tuổi mới, tất cả, trừ vất vả. Ui, khỏe thế. Ơ đây không phải cụ, thế thì chuyển sang cho cụ đi. Đơn giản thôi. Cụ đã lên tiếng, bàn thắng thứ hai đến luôn. Cụ này một trận chắc phải ghi được 20 bàn đấy. Ghê nhở. Ê, ông này có mấy quả bước 1 ảo phết đấy chứ đùa đâu. Hà Lan lấy công bù thủ, không sao cả. Thủ có thể cu ngu nhưng mà công thì phải mạnh. Cụ ơi! Học lớp 5 băm thằng lớp 6 đã chi phối Thầy Lân với 10.000 đồng. E còn con AB, ui. Thầy giúp E. Cảm ơn học lớp 5 băm thằng lớp 6 nhá. Cảm ơn em nhiều. Ui. Ui dồi ôi, cụ chạy nhanh chưa? Cảm ơn Chí nhiều nhá. Ủa, hôm nay cho anh em quả lắm sinh của cụ Ulit. Mày bắt. Em Nguyên đang ở bên nhìn cái chân trái của cụ đi, cái chân trái 4 của cụ đi. Nhìn cái chân trái 4 đi. Lệ. Nhưng mà anh ủa. Thôi chào thầy em đi. Em bị nhét nhon nhặt nhô nhỡ nhùi. Cảm ơn cụ lỏ nhiều nhá. Hải Phòng Chất đã chi phối Thầy Lân với 10.000 đồng. Sao chân trái ghê vậy ta? Ui, Manly Stone mà. Bỏ Manly Stone tiền đá mà. Ây à, hay quá nhỉ. Ừ rồi, đâm vào nhau luôn. Các bạn lại muốn như tí gì nhỉ? Ui, Manly Troy kìa. Tải ơi, ok. Lai sử. Ui, Manly Troy kìa. Nhanh vai trưởng. Lai sử. Hoàng La Cha đã chi phối. Khó đấy, cụ sút quả này khó lắm đấy. Hello ô khầy, liệu ô khầy còn nhớ e hóc? Cảm ơn Hoàng nhiều nha. Má, quả này không ăn kìa. Giận thế nhờ. Có ai cấm đâu. Hoàng La Cha đã chi phối Thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Hoàng nhá. Cô thèm trả lời luôn mà mặt trời. Trời ơi Hoàng ơi, có bơ đâu. Đúng cái giây phút thầy xin quả pen đây Hoàng ạ. À. Đùa, trận đầu chưa thành công rồi. Cụ ghi được có 4 bàn. Bại thật. Ai đây nhỉ? À, người đá pen gà nhất Việt Nam mặt cười. Đá pen gà thật, đá pen ngu ấy nhở. Cụ đi đâu rồi? Sao cụ đứng tít ngoài biên đấy kìa? Để cụ ZD đúng không ạ? Đúng rồi cháu yêu ơi. Cháu hiểu ý cụ đấy. Cụ Basten di chuyển rộng thật. À, thế thì mình phải để tiền đạo mục tiêu, để cho cụ ở trong vòng cấm thôi. Bảo sao bên Hàn hay để cái chiến thuật đơn cho cụ Basten là tiền đạo mục tiêu. Tôi quên mất đấy. Ủa, truyền kìa. Nhà báo em chào thầy người đã chi phối Thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn nhà báo. Content nhàm, tôi góp ý thật ạ. Cảm ơn nhà báo nhiều. Ủa đèn. Đèn thế. Đây rồi, đam pha đây rồi. Ra. Ui. Gì đấy, ghê vậy. Ê. Ôi. Em Tiến Nam Định đã chi phối Thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn em Tiến. Hello teacher, are you a dog? Ừ, đó, này.
cụ lên tiếng. Greg đã chi phối thể lân với 50.000 đồng. Ủa, nó rất nhiều. Cơn mưa băng giá 2, 3, rô. Không. Cho tôi tập trung làm content cái anh em bắt hát. Giờ cơn mưa băng giá là bài gì nhỉ? Hoàng Đức đã chi phối thể lân với 10.000 đồng. Mày bắt. Chào thầy lần đầu donate. Hát trích của cụ không? Hát trích của cụ không? Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Ít sợ. Nhẹ nhàng. Phải để cụ tiền đạo mục tiêu anh em ơi. Tôi biết cách sử dụng cụ rồi. Tiền đạo mục tiêu nha. Cụ sẽ không chạy ra khỏi phòng cấm nhiều nữa. Đó là cách để thuần con quái vật mang tên Van Basten Icon cộng 8. Rồi luôn chạy kìa. Ui. Ui dồi, cụ vít kìa. Không truyền. Nhất quyết không truyền. Không truyền. Không thể truyền được. Lê Châu đã chi phối thể lân với 10.000 đồng. Bắt đèn kìa. Bỏ gót hồng thế nhở. Hồng rực cả lên đi chứ. Trời ơi. Piu, piu. Ủa. Cú poker. Cú poker của cụ. Quá hoàn hảo. Tiền đạo mục tiêu. Đó là cách cụ đứng trong vòng cấm. Nghe con nó có hợp lý không? Uầy. Uầy. Cụ bắt tên, cụ bắt tên. Piu. Bỏ mẹ. Giật vãi thầy. Nãy giờ em tưởng mấy em à. Tiền đạo mục tiêu. Không chạy chỗ á. Khu vực trung tâm này á. Để khu vực trung tâm này cụ có đá được không vậy? Mà cho em hỏi Mai Phương xinh gái đâu ạ? À? Mai Phương xinh gái vẫn ở trường mà, nhưng mà thỉnh thoảng mới thấy xuất hiện. Thầy cho em hỏi row 24T cộng 8 có phải là của anh Bình không? Ừ đúng rồi, anh này này. Vừa mới review hôm qua đấy. Giác heo đã chi phối thầy lân với 10.000 đồng. Hello thầy, tiền nhiêu để làm gì làm hai máy like giống anh Độ Á thầy bao mượt. Mai trưởng anh em ơi, tôi chưa đến mức đấy thật. Nhưng mà tôi thấy kiểu anh Hiệp các thứ stream vẫn ok mà. Anh Hiệp thì lấy đâu ra hai máy? Máy anh Hiệp còn yếu hơn máy của tôi cơ. Nó vẫn ok mà nhở. Sao tôi bị giật, tôi bực cái chứ. Tôi còn mới đi nâng cấp máy luôn. Boy hai máy đã chi phối thầy lân với 10.000 đồng. Thỏ ơi ngủ sớm đi nha. Anh 2K15 anh đợi được bé. Ok cả hai máy nhá. Ui Van Gun kìa, cướp bàn thắng của cụ Van, của bát ten kìa. Phí tiền đổi. Trước cứ tưởng tại Phú Cúc vậy. Ôi kìa, truyền kìa. Sao bạn lại sai lầm như thế nhỉ? Bầu Hoàng phụ huynh cháu Osimhen đã chi phối thẻ lân với 10.000 đồng. Trước máy tôi cũng thế này, thêm một thanh RAM chạy mượt hơn hẳn, CPU dưới 20%. Còn chip 514.500 anh em còn đòi gì nữa? Em cảm ơn Bồ Hoàng ạ. Cảm ơn Bồ Hoàng ạ. Chắc là do lỗi gì đấy, nhưng tôi không nghĩ phải do tôi cài đặt hay là gì đó ấy. Để tí nữa nhờ hỗ tí xem hộ thầy tí nhá. Xem được quả này hứa trả cờ lê, xin thề. Sắp lấy vợ, Im Black, em trai hiệp sĩ trứng đã chi phối thẻ lân với 10.000 đồng. Cảm ơn sắp lấy vợ nha. Tải cái Afterburner xem CPU bao nhiêu độ. Một là nóng quá, hai là nó bị lỗi cảm biến như. Trước còn chip cũ cứ mở lên là báo 120 độ. Em có cái Afterburner luôn. Em có luôn cái đấy mà. Nếu cần thầy hú e một cái e vác đồ từ chùa láng sang xem cho thầy. Ai à? Ca mượt ca lấy tiền mà mượt cũng ca lấy tiền. Ôi ơi, cảm ơn dấu tên nhiều nha, cảm ơn em nhiều. Hẹn anh em ngày mai nha, tôi xử lý cái máy cho nó mượt mà, mai chúng ta gặp nhau.